được kính chào quý cha cùng quý khán giả thân mến. Cho nên rất là hân hạnh hôm nay được về giáo xứ Bắc Hải để gặp gỡ tất cả những khán giả. Và cho nên cũng xin được cảm ơn cha xứ, cảm ơn cha Sang đã tạo điều kiện cho cha Linh hôm nay được về đây hát và gặp gỡ quý khán giả. Và cha Linh đã đồng hành cùng cha Sang trong suốt 10 năm qua, thì những nơi nào có tiếng hát về người nghèo, nơi đó đều có mặt của cha Linh. Và hôm nay là ngày lễ bổn mạng của giáo xứ, cha Linh xin được hát một nhạc vọng để nói lên tất cả những tình thương kính mến gửi đến mẹ. Và nhạc phẩm sau đây là lời mẹ nhắn nhủ của nhạc sĩ Huyền Linh. Du Linh mời quý vị cùng nghe, cùng thưởng thức. Xin cảm ơn.
Cho nên xin được cảm ơn những tình cảm mà quý vị đã dành cho gia đình. Và vào thập niên 1970, có một bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đâm viết cho gia đình. Và nhạc phẩm này khi gia đình hát thì hầu hết là những người Công giáo đều rất là yêu mến. Hôm nay mùa Giáng sinh sắp đến, Gia Linh xin được gửi đến quý vị một bài hát mà Gia Linh cũng rất là thích và rất là yêu quý. Bài hát mang tựa đề Mùa Sao Sáng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đâm. Gia Linh mời quý vị cùng nghe, cùng thưởng thức. Xin cảm ơn. Vạn lời chia nghìn hào quang.
Chư Linh rất là hân hạnh hôm nay được về giáo xứ Bắc Hải để hát những bài thánh ca mà Dương Linh đã từng rất là được khán giả Công giáo yêu mến. Và trên sân khấu này hôm nay xin được chúc sức khỏe thật nhiều đến quý cha cùng quý khán giả thân mến. Và sau đây một lần nữa với một nhạc phẩm mà Giao Linh khi hát được yêu cầu rất là nhiều, và Giao Linh cũng mong quý vị hài lòng, đó là nhạc phẩm mang tựa đề Chuyến Tàu Hoàng Hôn, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh. Xin mời quý vị cùng nghe. Thank you.
Cho nên xin được cảm ơn quý vị. Cảm ơn nhà trà bắt tay thật thân mến của quý vị đã dành cho Cho Linh. Và Cho Linh cũng mong ước sẽ có được nhiều lần đồng hành cùng Cho Sang trở lại đón xứ Bắc Hải để gặp gỡ và hát cho quý vị nghe. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều.